tối cả đêm rồi. Ca nha, ca đâu rồi? Ca ca con ốm à? Hả? Trời ơi, con ốm à? Ca đâu mà dán đây? Trời ơi, còn chưa bóc này, chưa bóc thì dán làm sao được? Mà mẹ xem nào, mày có thấy nóng gì đâu? Có thấy nóng gì đâu mà con lại lấy cao dán hả? Ca. Hay là con nhậu trong người? Ca. Thế mày đo nào? Cắt đi cho mẹ đi. Đến mẹ đo xem ca ca có sốt không ạ. Chẳng lẽ thì con ốm thì ca ca cũng ốm luôn à? Chịu chơi hơn rồi nè. Ê, đừng bóc ha. Mau khỏi ốm đi nha. Để còn đi chơi này nha. Con thử sửa trắng ca xem có nóng không? Nóng không? Nóng. Nóng đâu mà nóng, con sửa. Có, con sửa lại xem. Nóng đâu mà nóng. Nóng. Không, con sửa cái gì ạ? Má người của con mà. Ừ, con sửa lại xem. Má đâu? Má không? Nóng không? Nóng. Nóng đâu mà nóng. Thế này, để mẹ xem nhiệt độ này. 37 mà, bình thường mà. 37. Ừ, mẹ thấy bình thường mà ca ca. Ừ, con có sốt đâu. Mẹ sờ trắng thì cũng mát lắm này. Mà mẹ đã kẹp nhiệt độ rồi, có 37 thôi. Này, con, đây, con ngồi đây con nhìn này. Nhìn này, có 37 chứ này. Không, 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 để mẹ cầm. Này đây. Ừ, 37. 37. 37 ở dưới đây chứ. Đây mẹ cầm, đây mẹ cầm. Ca ca nằm bên đây. À, chắc là ca ca lại buồn ngủ rồi. Đây đây. À, mẹ thương nhá. Mẹ thương. Ừ, mẹ thương.
À đây là đây mẹ thương mà. Không đi cất đi. Nào đây ạ. Ờ từ 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 mẹ thương. Ca ngồi đây mẹ. Ca ngồi đây. Ừ mẹ thương cả hai nha. Đây ca ca nằm đây. Nằm đây. Rồi mẹ thương cả hai. Ai mẹ cũng thương hết. Ca ca mẹ cũng thương. Con mẹ cũng thương nhờ. Chứ không phải là mẹ bế con là mẹ không thương ca ca, mà mẹ bế ca ca là mẹ không thương con nha. Mẹ thương cả hai. Làm sao? Nín nhá. Là ốm này hay khóc này. Lại càng lâu khỏi. Mm.